Tôi thật sự đang... Chúng tôi thật sự đang... Đi tới nhà của bạn ấy cha. Bạn đã phá tan tình bạn của mình. Tin tức sốt dẻo đây. Lớp chúng ta sắp sửa sẽ có... Bạn ấy làm sao vậy chứ? Lớp của chúng ta sẽ có... Trời sơn đôn. Hãy về chỗ của em đi. Nhanh lên. Dạ. Được rồi, các em hãy chú ý. Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn học mới. Vào lớp đi, Echa. Em còn chờ gì nữa? Echa à? Em Echa. Em thật sự xin lỗi cô. Em có một chút lo lắng nên đã đi vệ sinh. Nhưng sau đó em đã đi nhầm vào lớp khác. Bạn mới này vui thiệt á. Tên của mình là Bang Echa. Các bạn đừng có cười mình vì mình đến từ nông thôn hay do cái tên của mình nha. Mình hy vọng chúng ta sẽ hợp nhau. Tên của bạn ấy là Bang Echa hả? Echa, Echa. Trên đua đừng có cười nữa mà. Được rồi Echa, để cô xem nào. À, bây giờ em hãy xuống ngồi cạnh bạn Son Hun nha. Bạn Son Hun à, hãy cho mình xem chung sách nha. Đây là buổi học đầu tiên nên mình chưa chuẩn bị. À được, à, đương nhiên rồi, chúng ta cùng xem nha. Bài học hôm nay từ đây à. Nhìn hai người đó giống hệt như là mẹ với con trai vậy. Cho cha đu. Nếu mình mà vào chơi chắc chắn sẽ thua. Cái đó không thể nào nói trước được đâu. Chính xác à. Ủa, bạn chính là lớp trưởng có đúng không? Ồ, thì sao? Trời ơi, mình nghe nói ở Seoul mọi người chọn lớp trưởng qua ngoại hình. Và mình thật sự đã không nghe sai. Hả? Họ đã nói như vậy thiệt sao? À mà có chuyện gì vậy? Bạn muốn nói gì với mình sao? Trời ơi, nhắc tới mình mới nhớ. Cũng không có gì đặc biệt hết. Chỉ là cô giáo nói mình lấy một vài thứ ở phòng thí nghiệm khoa học. Nhưng mình không biết nó ở đâu hết. À, phòng thí nghiệm hả? Đi theo mình sẽ chỉ cho bạn. Trời ơi, bạn vừa đẹp trai lại vừa tốt bụng. Chắc chắn bạn được bầu làm lớp trưởng là vì như vậy rồi. Bạn có thể chỉ cho mình hướng đi cũng được. Làm phiền bạn quá. Trời ơi, có gì mà phiền. Đây là công việc mà lớp trưởng phải làm mà. Nè, cha Đu à, tính tình Echa thân thiện thiệt đó, có đúng không? Đúng là như vậy. Bạn ấy vui vẻ và làm cho mọi người cảm thấy rất thoải mái. Không giống như ai đó mà mình từng biết. Echa tuyệt vời quá. Bạn ấy đã trở thành bạn với cả lớp chỉ trong ngày đầu bạn ấy chuyển tới thôi à. Đúng vậy ha, nhưng chúng ta cần phải quan sát cẩn thận hơn. Bạn ấy không thể làm bạn với tất cả được. Đây chính là sự sắp xếp. Ồ, ý của bạn là muốn nói gì hả? Hãy suy nghĩ kỹ một chút đi. Bắt đầu với Sơn Hun, người ngồi cùng bàn. Với Yun Sức, rồi Đôn Đôn và Đan Ghi theo một thứ tự. Bạn vẫn không hiểu gì hết hả? Bạn nói gì nhờ, mình thật sự không hiểu được. Có lẽ là bạn vẫn còn quá ngây thơ để có thể biết về những thứ chiến lược và mánh khóe đó. Như vậy chính là... Bạn ấy đang muốn mở rộng lãnh thổ theo hướng chiều kim đồng hồ quanh chỗ bạn ấy ngồi. Quả nhiên, mình biết chắc chắn là bạn cũng sẽ chú ý đến mà. Thật sự là như vậy sao? Không quá, cô gái ấy tuyệt quá. Trời ơi, có gì mà khó đâu. Những người như tụi mình nhìn qua là biết liền à. Nếu như vậy, người tiếp theo sẽ là... Đúng vậy. Người tiếp theo sẽ là ai chứ? Người không hề nói chuyện trong lớp là bạn Đức Nghiêu. Đức Nghiêu không bao giờ nói chuyện trong lớp, ngoại trừ khi cô giáo đặt câu hỏi để cho bạn ấy trả lời mà thôi à. Hả? Đúng là giỏi thì. Cho nên ngày hôm qua mình mới như vậy. Nè Đôn Đôn, Đan Ghi, ra sân chơi với tụi mình không? À, bữa nay mình không đi được rồi. Tại sao vậy? Là vì tụi mình sẽ đến nhà Echa chơi. Thì ra là vậy hả? Các bạn thân với nhau tối vậy sao? Echa nói sẽ làm cho tụi mình món mì. Sao bạn không đi chung luôn? Sao chứ?
làm món mì. Vậy thì chúng ta có nên... Chúng ta không thể tới được. Nếu không được mời mà chúng ta xuất hiện thì thật là quá thô lỗ đó. Và hơn nữa, chúng ta không phải là người bất lịch sự như vậy. Đúng không, cha đưa à? Đúng là vậy ha. Vậy được rồi, hẹn gặp lại các bạn nha. Tạm biệt. Hết kịp rồi. Mình có thể tới sao? Đương nhiên rồi, chúng ta sẽ làm vài món để cùng ăn ha. Cha đưa à. Vậy hẹn gặp bạn khi tan học nha. Hẹn gặp lại bạn nha. Ủa? Gì vậy chứ? Chắc là Echa mời bạn tới nhà bạn ấy có đúng không? Thiệt là kỳ lạ. Sao bạn ấy không rủ mình ta? Đó là bởi vì bạn đã đến lớp trễ đó cha đu à. Giờ học đã bắt đầu rồi mà. Là vậy thiệt sao? Sơn Hôn à. Gì vậy Sa Đu? Bạn có mang theo cuốn bữa tiệc hài hước không? Hả? Bạn nói hôm nay cho mình mượn mà. Đúng là như vậy. Nhưng mình xin lỗi nha, mình đã cho Echa mượn rồi. Sao chứ? Đã cho Echa mượn rồi hả? Đúng vậy á. Mình xin lỗi Sa Đu à. Hôm qua mình tới nhà Echa để ăn mì và giờ... Không sao đâu mà. Để lần tới mình mượn cũng được, không sao đâu. Echa à, hôm nay tới nhà bạn chơi nữa được không? Đúng vậy, mình không thể ngừng suy nghĩ về món mì bạn nấu cho tụi mình ngày hôm qua. Nên hôm nay mình không nghe được cái gì cô giáo nói hết. Vậy mà mình cứ tưởng món mì đó rất là bình thường. Cái gì chứ, món mì nào cũng đều giống nhau thôi mà. Thôi được rồi, mình sẽ làm mà. Mình nghĩ Echa đã quên mời bạn bởi vì có rất nhiều người. Mình có nên đến hỏi bạn ấy hay không? Thôi không cần đâu, vì dù sao mình cũng là người con gái rất tự trọng. Mình không sao hết, bạn cứ đi đi ha. Đúng rồi đó Minchi à, nói bạn ấy rủ mình đi đi. Mình xin lỗi Echa được ha. Ôi thiệt là bạn ấy quá nhẫn tâm. Sao lại có cảm giác kỳ lạ vậy chứ? Cha đương, bạn không được Echa mời có đúng không? Hả? Đúng rồi, bạn ấy không có mời mình đó. Còn bạn thì sao chứ? Không thể nào tin được. Tại sao bạn ấy lại không chịu mời mình chứ? Thiệt là mắc cười. Tức quá. Nhưng mà bạn không thắc mắc sao Cha Đu? Hả? Sao Echa không mời chỉ duy nhất có hai đứa mình thôi? Để mình nghĩ thử coi. Được, chúng ta hãy đi theo và tìm hiểu xem. Hả? Thôi, không cần đâu. Thật vậy sao? Nếu vậy thì mình sẽ đi một mình. Nghe nói bạn ấy làm mì rất là ngon. Hả? Sao bạn chậm quá vậy? Đi nhanh lên một chút đi. Vì sự hấp dẫn của món mì, bạn ấy có thể làm mọi thứ. Ở đằng kia kìa, nhanh lên. Hả? Nhưng sao họ có thể ăn như vậy được? Nếu các bạn muốn biết thì xin mời vào trong. Shadow à, bạn đến rồi sao? Anh ơi cũng đến hả? Thật vui quá. Mình biết là các bạn sẽ đến nên nói nhiều hơn một chút. Hả? Bạn biết tụi mình tới sao? Đúng vậy, mình thấy hai bạn rất muốn tới cho nên mình không cần phải mời. Hai bạn đừng có giận mình nha. Nhà mình nấu nhiều mì lắm. Hai bạn cứ ăn thật thoải mái, không cần phải ngại đâu. Nhìn nó cũng giống như món mì bình thường thôi mà. Mình đến đây không phải vì muốn ăn mì đâu nha. Cái gì? Sao mà thơm vậy? Ngửi mùi mì, mình không thể dừng tay lại được. Mùi vị này. Bà ơi bà. Mùi vị này giống mì bà đã từng làm cho mình ăn. Cha Ru, bạn chờ gì nữa? Sao không dùng thử đây? Được rồi, mình ăn liền. Nhưng mà bà của mình thật sự không thể nào nấu được món mì này đâu. Cái mùi
mùi vị này. Mỗi một sợi mì giống như là đang sống vậy và bồng bềnh như làn sóng đó. Và nước súp của món mì không quá cay cũng không quá mặn. Nó thật sự quá hoàn hảo luôn. Mình chưa từng được ăn món mì nào giống như vậy trước đây. Ê cha, mình có thể ở lại ăn tối có được không hả? Cha Đu à, thôi đi mà. Thôi được rồi, lần khác mình sẽ nấu mì cho bạn, chịu không? Bạn đã hứa rồi đó. Tạm biệt các bạn. Không biết mình có nên làm món nước sốt mì thật đặc biệt không vậy ta? Đúng là ngon tụi em. Nhanh lên đi, nhanh lên đi. Tới đó mà hỏi. Này, này, chị ơi, vậy thì báo đã nói cái gì vậy hả? Ôi trời ơi, chị biết không? Bà ấy nói là nếu tôi đi về hướng Tây thì sẽ gặp nhiều may mắn. Chính vì vậy tôi nghĩ rằng tôi sẽ nên dọn đi. Công nhận là bà thầy bói đó nói hay quá trời luôn. Ôi trời, thầy bói sao? Đúng là như vậy á. Tôi cũng công nhận là bà ấy đúng là giỏi ghê gớm. Bà ấy nói đúng con tôi xếp hạng mấy ở trường luôn. Đúng đó. Nhưng mà không chỉ có như vậy thôi đâu. Tôi đã nghe nói là bà ấy có thể thấy được ở quá khứ. Vì vậy tôi đã trả nhiều tiền hơn để xem cho tôi đó. Thấy được quá khứ. Giấc mơ trở thành Chuông Hy An của cha đô. Dạ đây ạ. Được rồi, hãy mà ngồi xuống đi. Cứ thoải mái, đừng có hồi hộp nha. Bạn có chắc chắn không đó cha Đu? Dĩ nhiên là chắc rồi. Coi bói chắc là thú vị lắm đây. Bây giờ con hãy nhắm mắt lại đi. Khi ta đếm tới 10, con sẽ nhìn thấy thứ gì đó. Nào hãy nhắm mắt lại đi. Thiên linh linh, dơ linh linh. Thiên linh linh, dơ linh linh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiểu thương à, xin con hãy mau xuống đi. Con đã trễ giờ học rồi đó. Thì anh đang à, có thích trái hồng vàng không? Dạ. Ồ, cứ như vậy cô ta sẽ không bao giờ kiếm được chồng đâu. Nghe nói năm nay gia đình của Chuông Hỷ Hằng đã không nhận được lời cầu hôn nào. Không nhận được là quá đúng rồi. Chàng trai nào mà có thể thích Chuông Hỷ Hằng được chứ? Cô ấy xinh đẹp quá. Mà cô gái trẻ xinh đẹp đó là ai vậy hả? À, là cái bà Chuông Hỷ Hằng xấu xí hung dữ đó mà. Đừng có nói bậy, ngươi đúng thiệt là. Tại sao ngươi lại dám nói vậy về một người con gái đoan trang và xinh đẹp như vậy chứ? Người nào khùng điên dữ lắm mới nghĩ là bà Chuông Hỷ Hằng đoan trang và xinh đẹp. Đứng lại mau. Cậu ấy nói đúng lắm. Trời ơi, đẹp quá. Tìm thay giám, ngươi có biết cô gái trẻ xinh đẹp đó là con gái của gia đình nào không vậy hả? Thần thật sự xin lỗi thù hoàng tử, nhưng thần nghĩ đó chính là một người đàn ông đang mặc váy đầm. Ngươi dám nói như vậy hả? Ngươi dám đùa giỡn về cách nhìn về nữ nhân của ta sao? Hãy nghe đây, ngươi hãy mau đi lại đó và tìm hiểu mọi thứ về cô ấy. Cô ấy tên là gì? Vậy là con gái nhà ai? Chàng đã yêu cầu đưa cái này tới cho ta sao? Dạ, đúng như vậy đó. Đó là thư của Sơn Hôn, con trai quan tể tướng của triều đình. Thôi chúng ta sẽ làm gì đây? Thiên ta nè, nhưng mà ta còn chưa sẵn sàng để kết hôn sao? Thật ra thì ta vẫn chưa rành chữ Hán nữa. Hả? Thiên đường, trái đất, màu đen, màu vàng. Không
hiểu tại sao nàng Junhyun lại không chịu trả lời. Ngươi có chắc chắn nàng Junhyun đến trường này để học chữ không vậy? Tôi dám chắc như vậy đó. Kìa, Junhyun ở đằng kia kìa. Dạ thưa thầy, nếu như có thể, thầy cho em bắn thử có được không vậy? Không lẽ đó chính là chàng trai rất nổi tiếng, công tử đẹp trai Sơn Hôn? Sơn Hôn, em đến đây làm gì vậy hả? Dạ chào thầy, thầy vẫn khỏe mạnh chứ? Cha em nói là em hãy đến đây để chào hỏi thầy, nên em mới đến đây đó thưa thầy. À, không ngờ giờ em đã lớn như vậy rồi. Hãy cho ta xem em bắn cũng như thế nào đi. Wow, bắn cung tuyệt quá. Ta xin phép, ta muốn nhờ nàng một việc. Nàng có thể lấy giùm ta cái mũi tên kế tiếp có được không? Được thôi, chuyện đó có khó gì đâu. Hơn nữa tư cách của chàng rất lịch sự, và vì chàng bắn rất giỏi nên ta đề nghị một mũi tên dài hơn. Đây, chàng cầm lấy đi. Ta xin đa tạ nàng. Ngươi có dám thi tài bắn cung với ta không, Sơn Hôn? Là hoàng tử, thần xin chào hoàng tử. Không biết người tới đây để làm gì vậy? Hôm nay ta có nhã hứng muốn đi tới đây để kiểm tra những gì ta đã học được. Vì vậy ta cũng muốn được tham gia thi bắn cung. Junhyun, nàng có thể lấy mũi tên giùm cho ta được không? Thật không ngờ hoàng tử cũng biết tên của thần nữa. Nàng có lấy giúp ta không? Thần sẵn lòng thi tài với hoàng tử. Ngươi thiệt là vô lễ. Được rồi, giờ tới lượt của ta. Nhưng ta lại thích dùng mũi tên mà Junhyun đã lấy kìa. Đưa đây cho ta. Người không được lấy nó, trả lại đây cho thần. Người dám cãi lại lệnh của hoàng tử hay sao? Thần không thể đưa nó cho người được, dù người là hoàng tử đi chăng nữa. Đưa cho ta. Không được thưa hoàng tử. Hả? Là chuyện gì vậy? Mũi tên trật mục tiêu quá xa rồi. Xém nữa là trúng rồi. Nàng ấy thật là đặc biệt. Tiểu thư à, chúng ta phải đi thôi. Chúng ta đã bị trễ giờ rồi kìa. Tại sao ta phải đi chứ? Ta chắc chắn bữa tiệc sinh nhật của đức vua sẽ có nhiều khách mời tham dự lắm. Nhưng thưa tiểu thư, chính hoàng tử Dương Sắc đã đích thân mời riêng cơ mà. Có ai ở nhà không? Ôi trời ơi. Xin chào tiểu thư Junhyun, xin mời cô hãy lên kiệu. Chủ của tôi sai tôi tới đây để mời tiểu thư lên đường đó. Xin chào tiểu thư Junhyun, xin cô xem qua cái kiệu này. Kiệu này có thể mở mái phía trên ra, là cái đầu tiên ở Joseon. Vui lòng hãy đem cái kiệu cũ kỹ này đi chỗ khác giùm. Tiểu thư Junhyun sẽ dùng kiệu này để đi đến lâu đài. Nè, ông nói cái gì vậy? Tiểu thư Junhyun sẽ tự mình quyết định bước lên cái kiệu nào mà. Vậy tiểu thư sẽ lên kiệu nào? Tiểu thư đã có quyết định chưa? Có rồi, ta đã có quyết định rồi. Xin mời. Nàng đã đến rồi. Junhyun cuối cùng thì... Tại sao ngươi lại gọi Junhyun trong khi nàng ấy không có ở đó? Rồi, mời nàng ra Junhyun để ta dìu nàng vào trong. Gì vậy? Xin lỗi nha, ta thích cưỡi ngựa hơn. Dĩ nhiên là được. Junhyun, ta muốn biết cảm giác trong lòng nàng hiện giờ. Giữa ta và Sơn Hun,
nàng nhất định phải chọn một người thôi. Nhưng mà thưa hoàng tử, người nói đi, thần phải chọn như thế nào đây? Giữa hai người thật không biết phải chọn ai hết. Đây là một quyết định rất khó khăn đúng không? Nếu vậy, nàng hãy chọn người nào mà trái tim của nàng đang mách bảo á. Đúng như vậy, ta cũng muốn có câu trả lời rõ ràng, Johnny Anh à. Nhưng mà hiện giờ ta vẫn chưa thể. Nè hoàng tử Winsett, con đang làm gì ở đây vậy hả? Thì ra là mẫu hậu. Thì ra con chối từ tất cả những cô gái mà ta đã chọn cho con. Chính là gì? Cái cô gái thường dân xấu xí này sao? Thưa mẫu hậu, chuyện này không phải. Cô thật là cả gan. Thân phận thấp hèn của cô không thể nào xứng với hoàng tử được đâu. Hãy nhanh chóng rời khỏi cung ngay lập tức. Người không sao chứ hoàng tử? Người phải nên cẩn thận. Ichime đã đột nhập vào đây rồi. Người mới nói cái gì đó? Cẩn thận đó. Ôi, hoàng tử. Cái bà già hoàng tử hoảng sợ quá. Hãy đưa hoàng tử ra về phòng đi. Hãy nhanh lên. Dù gì đi nữa ta cũng không chấp nhận cô đâu. Nhưng ta sẽ trả công cho cô. Cô muốn gì nói. Dạ tôi chỉ muốn đi ngủ thôi. Buồn ngủ quá. Đúng là thường dân thấp hèn. Johnny Anh, ta đã trở về rồi. Ta đã đậu trạng nguyên ở kỳ thi vừa qua nè. Anh công tử sơn hơn thật là giỏi quá. Johnny Anh à, đã lâu không gặp. Hãy lập tức báo cho Johnny Anh biết ta đang ở đây, mau lên. Nhưng rất tiếc tiểu thư Johnny Anh hiện giờ không có ở nhà. Nàng ấy đã đi đâu rồi? Được rồi, không sao hết. Ta sẽ đợi nàng ấy trở về. Công tử không thể đợi được đâu. Tiểu thư sẽ không trở về nữa. Bởi vì tiểu thư Johnny Anh đã kết hợp với Ichime rồi. Hết giờ rồi cháu gái ơi, hãy mau thức dậy đi. Shadow à, mau thức dậy đi Shadow. Shadow à, bạn ổn chứ, có thấy mình không? Ôi Yandan à, Ichime đâu rồi? Bạn nói cái gì vậy? Nè, con hãy mau thức dậy đi, người khách kế tiếp của ta đang đợi ở bên ngoài đó. Thế nào hả, bạn có thấy quá khứ của bạn hay không? Mình có một cảm giác giống như là mình nằm mơ vậy đó. Mình không chắc nữa. Rồi, cô hãy mau nhắm mắt lại đi. Sau khi ta đếm tới 10, cô sẽ nhìn thấy thứ gì đó ở trong quá khứ. Chỉ cần nhắm mắt là nhìn thấy quá khứ thiệt sao? Đúng vậy. Đúng là hỗn độn. Bà dám đưa tay lên đầu của ta sao? Đặc biệt gì sao? Dĩ nhiên rồi, hôm nay là ngày 100 đếm ngược tới kỳ nghỉ đâu hả? Mới đi học gần 1 tháng mà muốn nghỉ rồi là sao? Chị ơi, chị làm bài tập chưa? Đừng nói chị quên nữa nha. Em gái Mimi à, chị biết chúng ta là người cùng một nhà, nhưng cũng nên bảo vệ quyền riêng tư của nhau mới được, hiểu chưa? Vậy thì em sẽ tôn trọng sự riêng tư của chị chứ. Dĩ nhiên rồi. Bạn ấy kìa. Thật sao? Chắc là không phải bạn ấy đâu. Thấy chưa, mình biết bạn cũng không tin. Không dễ thương gì hết. Nói không dễ thương là còn đỡ. Phải nói là xấu ghê gớm. Nhưng mà cứ tưởng là mình đẹp lắm. Nè, mình nghe thấy hình đó nghe chưa? Mimi cũng đâu tới nỗi nào đâu. Sao họ lại dám nói em của chị xấu xí chứ? Em đừng có lo Mimi à, lớn lên em sẽ thay đổi thôi hà, chắc chắn em sẽ xinh đẹp giống như là chị đây. Đi em thôi. Cảm ơn chị nhiều lắm. Hẹn gặp chị ở nhà ha. Bạn ấy là Shadow á. Thật sao? Đừng có cười bạn ấy nghe thấy bây giờ.
Gì vậy chứ? Họ học lớp 3, 4 đúng không ta? Họ bị làm sao vậy? Bạn đã phải lòng mình. Ninja à? Shadow à, chào bạn, bạn mới tới hả? Bộ trên mặt mình có dính gì hả? Không có, sao vậy? Vậy thì tại sao mấy bạn gái lớp 3, 4 cứ cười nhạo mình vậy? Nhớ lại mấy bạn ở ngoài đường cũng học lớp 3, 4 luôn đó. Đúng là kỳ lạ thiệt, không biết là vì sao. Đúng rồi ha, không lẽ là bạn có nghĩ nhìn mình mắc cười lắm không? Không có gì mắc cười hết á. Mình nói thật lòng không có nói dối đâu nha. Shadow à, bạn rất là dễ thương. Thiệt không? Cảm ơn bạn nghe Minchi à. Không có gì hết, mình chỉ nói ra sự thật thôi à. Vậy thì sao chứ? Bạn làm gì được mình? Có bắt được mình hay không hả? Mình chạy nhanh lắm đó nha. Hãy coi đây. Ôi à. Trời. Lại là lớp 3, 4. Họ đang cười mình sao? Trời đưa cái chân kia. Bạn chắc chắn là nhìn mình không thấy mắc cười chứ? Đã nói bạn dễ thương mà. Các bạn đang làm gì vậy? Các bạn có muốn chơi hay không? Sao còn đứng ở đó chứ? Shadow còn phải tập trung vào trò chơi chứ. Bởi vì bạn không thể. Trời ơi, mình xin lỗi nha anh ơi. Đáng lẽ ra bạn không nên rời mắt khỏi trái banh chứ. Mình vẫn chưa bị loại. Các bạn nhìn Shadow đi kìa. Đó, đâu có gì hay đâu. Nhìn mặt mắc cười đấy sợ. Họ bị làm sao vậy? Sao cứ thập thò nhìn mình rồi cười vậy chứ? Mình cũng không biết. Không lẽ là gì vậy? Bộ có chuyện gì hay sao hả? Đúng vậy rồi, chắc chắn chỉ có thể như vậy thôi à. Các bạn lớp 3, 4. Các bạn lớp 3, 4 sao? Họ đã ghen tị với vẻ đẹp, tính cách dễ thương và nét cuốn hút của mình. Ôi, mình dễ thương quá đi. Cũng có thể lắm á. Sao gương em à? Và sau đó quay lại mặt đất, đừng có nằm mơ nữa. Sao chứ, nét cuốn hút mà. Bạn mới là người cần phải soi gương đó. Lỗi nha Minh Chi. Nè, chơi Shadow. Shadow à. Mình xin lỗi bạn lần nữa nha. Nè, chơi Shadow, rốt cuộc là bạn đã làm cái gì mà khiến học sinh lớp 3, 4 tới lớp mình gây náo loạn như vậy hả? Làm sao mình biết được chứ? Bạn lại mình giận mình á. Nhưng mà sao tự nhiên bạn lại nổi giận như vậy hả? Thì tại vì sao bạn lại nói vậy? Thì là bởi vì tại vì mình là lớp trưởng lớp chúng ta, mình không thể để lớp khác vào đây gây rối như vậy được, bạn hiểu chưa? Bạn ấy nói cũng đúng. Đúng rồi. Bạn nói đúng rồi đó. Mà bạn có biết Shadow là ai không? Mình đâu có biết đâu, chưa từng nghe qua tên đó luôn. Ôi trời ơi, vậy nghĩa là Shadow phải lòng bạn thiệt rồi đó. Ôi trời ơi, thiệt là lãng mạn quá. Bạn làm gì vậy hả? Đi với mình.
đi tới lớp 3-4 và tìm xem Ly Xê Trong là tên ngốc nào. Bạn làm gì vậy? Mình chưa ăn xong bữa trưa của mình nữa mà. Bỏ tay ra, nhanh lên. Ly Duyên Sức, sao bạn dám làm như vậy chứ? Mình nói mau bỏ tay mình ra. À, thiệt là lãng mạn quá đi à. Nè, ở lớp này ai tên là Ly Xê Trong? Ba bước ra coi. Ôi trời, thiệt là mắc cỡ quá đi. Sao bạn lại làm vậy hả? Không phải bạn cũng đang muốn biết người thầm thích bạn là người nào sao hả? Mình không hề có ý muốn đó à nha. Ly Xê Trong chính là mình đây. Bây giờ thì mình bắt đầu tò mò rồi. Ôi trời ơi, bạn ấy thì là đẹp trai quá đi. Bạn đẹp trai này thích mình thiệt sao? Bạn chính là cái người đã nói với cả trường rằng bạn rất thích cha đu đó hả? Đúng như vậy. Vậy chuyện này là thiệt? Ôi hoàng tử ơi, chàng bước ra từ chuyện cổ tích nào vậy? Nhưng mà một người như bạn tại sao lại có thể thích cha đu được chứ? Hả? Cái gì vậy? Nè, Jun Sức à, sao bạn lại nói như vậy chứ? Là bởi vì cha đu của mình. Vậy? Cha đu của mình hả? Là một cô gái vừa xinh xắn vừa dễ thương. Ngoài ra cậu ấy là người có cá tính, vừa lạnh lùng nhưng cũng vừa ấm áp. Thì ra cậu ta hiểu rất rõ tính cách của cha đu. Ôi, bạn thiệt là, mình biết là bạn thích mình, nhưng mà sao bạn lại nói ra những điều đó trước mặt mình như vậy chứ? Là mình mắc cỡ muốn chết. Bạn ấy đang ở đây sao? Cha đu cũng đang ở đây sao? Cha đu à, du cha đu. Cha đu à, bạn đang ở đây sao? Du cha đu. Nè, tụi mình mau đi thôi. Cái gì? Là tụi mình sao? Cha đu à. Biết ngay là không phải rồi. Thì ra là du cha đu lớp 38. Mình đã nói là hơi kỳ lạ rồi mà. Du cha đu đó là ai và có gì nổi tiếng chứ? Cho cha đu của chúng ta mới là tuyệt nhất, có đúng không Minchi? Đúng vậy, chuyện đó đương nhiên rồi. Tính cách của bạn Sơ Trong đó sao xứng với cha đu được hả? Lúc nãy á, lúc mình nhìn bạn ấy và nói ây da, trời ơi, đi đứng gì mà không nhìn gì. Ủa? Bạn có làm sao không vậy? Có bị đau ở chỗ nào không? À, mình xin lỗi. À, bạn cần xin lỗi đâu mà. Lẽ ra mình cần phải nên cẩn thận hơn chứ. À đúng rồi, mình là Lee Jun Sat, lớp trưởng lớp 3-1. À, mình là lớp phó lớp 38, Yu Cha Du. Bạn thật sự không sao chứ? Yu Cha Du. Bây giờ mình phải vào lớp đây. Tạm biệt. Tạm biệt bạn. Khoan đã, mình đi với bạn nha. Hả? Ly Xê Trong thiệt đáng ghét. Sao dám chọn đối tượng cao như vậy chứ? Thiệt quá ngạo mạn. Dừng sức à. Hả? Coi chừng kìa. Cứu mình với. Không thể như vậy được. Không được đâu thưa cô, vì chúng ta còn có tiết học nữa mà, đúng không hả cô? Tại sao chúng ta lại lãng phí giờ học quý báu để làm mấy chuyện này? Cái này đã được ghi ở trong sơ yếu lý lịch lớp 3 rồi mà, không phải hay sao? Không cần suy nghĩ nữa đâu mọi người. Nào nào các em, vậy cuộc bầu phiếu bắt đầu được rồi chứ? Dạ thưa cô. Bầu phiếu người mình thích. Em hãy viết vào tờ phiếu tên người bạn khác giới mà mình thích nhất nha. Nè nè, bạn định viết tên bạn nào vậy? Nói mình nghe khác có được không vậy? Không. Cô ơi cô, không có ai mình thích để viết vô thì sao? Sao mà có chuyện đó được? Em hãy suy nghĩ cho kỹ đi, rồi em sẽ nghĩ ra một bạn nào đó thôi mà. Đúng vậy đó, nhất định phải có một người nào mà bạn thích nhất chứ. Kia kìa, ở bên đó đó. Bạn nói cái gì vậy chứ? Tại sao mình phải viết tên bạn ấy? Mình thích con trai có làn da trắng và nhìn giống một mọt sách đó. Và là người mà mình có thể chọc ghẹo. Mình thích kiểu con trai như vậy đó, bạn không nhớ sao? Mấy đứa con
con trai mà thích thể thao. Nói thật với bạn hả, không phải gu của mình đâu. À, thì ra là vậy sao? Vậy kiểu bạn thích là sơn hôn rồi. Ờ, cũng phải ha. Sơn hôn là hoàn hảo nhất, rất tốt bụng, là dễ thương và còn thân thiện nữa. Nhưng mà nè, bạn ấy giống em trai của mình lắm. Quan trọng một điều là bạn ấy không có hài hước một chút nào hết á. Nhưng mà cha đô à, đây chỉ là bỏ phiếu người mình thích mà, đâu phải bỏ phiếu tìm hình mẫu của bạn đâu. Nhưng mà mình nghĩ nếu người bạn đó thích đọc truyện tranh thì có phải là cùng sở thích với mình hay không? Thật tuyệt vời nếu gia đình người bạn đó có một siêu thị hay một nhà hàng thì càng tốt. Còn một điều nữa, vì mình học không được giỏi cho lắm nên mình muốn người bạn đó phải học giỏi để có thể làm bài tập về nhà cho mình. Và mình thì không có anh trai, vì vậy sẽ rất là hoàn hảo nếu như người bạn đó có 3 người anh trai. À, được rồi, rất đơn giản nhưng rất chi tiết và rõ ràng. Tổng kết từ những gì bạn vừa nói thì... Trời đất ơi, nãy giờ bạn đã viết những điều đó ra luôn đó hả? Bây giờ mình sẽ lặp lại nha. Từ từ, đợi một chút. Giống như vậy nè. Xong rồi, Minchi à, bây giờ bạn nói thử đi. Đầu tiên là phải da trắng. Đúng như vậy, trắng như cái bánh hấp mới chịu nha. Không đam mê thể thao và không được phản ứng nếu như bị bạn chọc ghẹo, có đúng vậy không? Chính xác 100%. Bạn đúng là thông minh lắm luôn đó. Chắc hẳn bạn đọc nhiều sách lắm ha Minchi. Đây chỉ là mấy điều cơ bản thôi mà. Bạn ấy không chơi các môn thể thao. Gia đình của bạn ấy phải kinh doanh siêu thị hoặc nhà hàng. Đúng vậy, đây là phần quan trọng nhất. Nếu vậy bạn ấy cũng ăn rất nhiều đúng không? Wow, cuối cùng mình đã hiểu được rồi. Rất thân thiện đúng không nào? Là một người vừa thích đọc truyện tranh lại vừa học giỏi và còn có 3 người anh trai, vậy thì... Đợi một chút. Cái này... Trời đất ơi, phải rồi ha. Tốt lắm, vậy thì mình sẽ viết tên của bạn vào tờ phiếu này. Cái gì chú? Cha đu à, bạn phải viết tên của một người bạn khác giới mà. Bạn viết tên ai vậy? Đây là bí mật bạn đúng không? Mình biết ngay. Nói đâu. Nè mấy bạn ơi, mấy bạn viết tên của ai vậy? Hè, không nói cho bạn biết đâu. Chuyện này là bí mật. À, thôi được rồi, có gì to tát đâu. Hai bạn không chịu nói thì thôi đi. Ai vậy hả? Nói mau đi, không chịu nói đúng không? Bạn hỏi mấy chuyện đó làm gì chứ? Cho cha đu à, với bạn thì một phiếu cũng không có đâu, đừng mơ ha. Hả? Vậy sao? Lý Anh Huy, bạn cũng sẽ không có phiếu nào đâu. Cái gì chứ? Hai bạn đừng có ở đó cãi nhau nữa mà. Những người không có phiếu bầu thì phải tốt với nhau chứ. Nói cái vậy? Không đâu, cha đu sẽ không bị phiếu trống đâu. Mình chắc chắn ít nhất cha đu sẽ được một phiếu bầu. Nè, Lý Dân Sức, bạn đang nói cái gì vậy? Đúng mà, cha đu có một phiếu bầu ở đây rồi nè. Cho cha đu sướng quá ta. Nhận được tình cảm của các bạn nam tuyệt vời như vậy. Nè, Lý Anh thôi. Được rồi, mình sẽ không nói nữa. Hạng nhất mà trêu chọc hạng bét như vậy thấy hơi tàn nhẫn, có đúng không? Cái gì chứ, ai hạng nhất hả? Bạn không biết hay sao mà hỏi, không cần phải nói lần hai. Phiếu dành cho nữ hạng nhất là mình chứ còn ai nữa. Sao có thể như vậy được? Mắc cười quá đi, đúng là mắc cười quá. Trời, cha đu. Cha đu à, bây giờ không phải là lúc cười đâu mà. Phải rồi ha. Cô đã nói là viết tên bạn khác giới rồi mà. Phiếu của cha đu thì viết tên của Minchi, còn anh Huy thì lại tự viết tên của mình vào phiếu bầu. Như vậy thì hai phiếu này coi như không hợp lệ rồi nha. Xấu hổ quá đi mất. Xấu hổ quá đi mất. Thiệt là xấu hổ quá đi. Hầu hết các bạn nam trong lớp đều bầu chọn cho một bạn nữ. Bạn Kim Minchi đã giành giải nhất. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc mừng bạn nha Minchi. Cảm ơn bạn nha cha đu à. Đúng là bất ngờ thiệt, Minchi đứng hạng nhất. Bây giờ có thể nói thật cho mình biết rồi có đúng không? Bạn đã viết tên ai? Không, mình đã nói là mình không muốn nói cho bạn biết mà. Đúng vậy, kết thúc rồi mà, sao bạn cứ muốn biết vậy chứ? À.
Mình đã giết tên bạn Kiminchi. Mình cũng giết giống như vậy luôn. Chắc chứ hả? Đáng lẽ phải nói sớm cho mình biết chứ. Mình cũng giết tên Minchi luôn. Mình cũng vậy nè. Wow, Minchi thật sự rất được mọi người yêu mến ha. Nhưng mà tại sao chứ? Nè nè, bạn cũng được yêu mến mà Shadow. Bạn đều nhận được 2 phiếu từ Yunset và Seonhun mà. Tại sao mấy đứa con trai đều thích Minchi chứ? Nè mấy bạn ơi. Tại sao Minchi lại được yêu mến sao? Mấy đứa con trai thường thích kiểu bạn nữ như vậy đó. Tụi mình thật sự không thích kiểu con gái công chúa tiểu thư đâu. À, vậy sao? Bạn ấy dễ thương mà, có đúng không hả Đanh Ghi? À, bạn nói Minchi hả? Phải đó, gương mặt của bạn ấy cũng rất dễ thương. Mấy bạn à, Minchi đâu có dễ thương tới như vậy đâu. Mắt của bạn ấy nhìn nhỏ xíu y như cái khuy áo vậy đó. Mắt của mình đúng là không được 2 mí. Nhưng mắt của mình không phải là to hơn mắt của bạn ấy sao? Đúng rồi, bạn chính là người có đôi mắt to nhất lớp, ai cũng biết mà. Chắc chắn là vậy rồi. Phải đó, bạn cũng dễ thương mà Chadu. Cái gì? Thiệt vậy không? Thiệt, nhưng mà bạn không phải mẫu người của tụi mình. Cái gì? Các bạn dám kêu sấm sét 4 trong 1? Các bạn cũng không phải là mẫu người của mình đâu, biết chưa? Cử chỉ của bạn ấy nữ tính thiệt đó. Đúng là giả tạo mà. Lúc đi với mình, bạn ấy có làm như vậy đâu. Đúng rồi, bạn nói rất đúng. Anh Huy phiếu trống, bạn ở đây khi nào vậy? Kết quả của một cuộc khảo sát có nói rằng nếu một người đẹp trai đi ngang qua các cô gái thì các cô gái thường đổ dồn nhìn về phía chàng trai đó. Đương nhiên rồi, thì để mắt chạm mắt chứ sao nữa. Còn nếu một người con gái xinh đẹp đi ngang qua các chàng trai thì các chàng trai sẽ né tránh và phớt lờ cô gái đó. Điều đó cho thấy đám con trai rất là nhát gan, đúng không? Hời đám người ngốc nghếch này. Bạn suy nghĩ thử đi Chadu. Họ thà chọn một cô gái tốt bụng còn hơn là chọn một cô gái hoàn hảo về mọi mặt. Đúng là quá ngốc nghếch. Thật vậy hả? Còn nữa, họ thích một đóa bồ công anh trên cánh đồng hơn là một đóa hồng xinh đẹp nhưng mà có đầy gai nhọn. Đúng là một đám con trai hèn nhát. Thì ra là như vậy. Bây giờ thì mọi thứ đã rõ ràng rồi. Anh Huy à, chúng ta là những đóa hoa hồng. Đúng vậy, mình là hoa hồng trắng, bạn là hoa hồng đen. Mình xinh đẹp hơn bạn bởi vì mình đã nhận phiếu trống mà. Nhưng mà không sao hết, mình cũng sẽ chấp nhận bạn. Cảm ơn bạn nha, anh Huy à. Lần sau, mình cũng sẽ cố gắng để nhận phiếu trống giống như bạn vậy. Đừng có nhảm nhí vậy chứ. Hoa hồng trắng, hoa hồng đen, ngay cả con chó đi qua đường cũng phì cười. Minchi vừa hiền lành vừa thân thiện nên đám con trai mới thích bạn ấy thôi. Còn hai bạn, một người nhận phiếu trống, một người thì nhận được 2 phiếu. Lý do là hai bạn quá bình thường và cũng chẳng thân thiện, cho nên đám con trai mới không thích thôi. Cái gì? Vậy sao bạn còn viết tên của mình? Bởi vì sở thích của mình hơi kỳ lạ một chút. Trang Sơn Hun, bạn cũng vậy có đúng không? Cho nên tụi mình mới... Yunset à, bạn không sao chứ? Yunset à. Cái gì? Chúng ta quá bình thường sao? Những kẻ hèn nhát này các bạn dám nói vậy hả? Tưởng nói mấy lời đó có thể thay đổi được tụi mình hay sao? Không bao giờ có chuyện đó. Trò bỏ phiếu bình chọn ngốc nghếch đó, tụi mình không bận tâm. Đương nhiên rồi. Hoa hồng đen với 2 phiếu màu. Hoa hồng trắng phiếu trống. Không thèm đâu. Họ tới rồi kìa. Là hai bạn đó hả? Ôi trời ơi, mấy bạn có bị làm sao không? Có bị thương ở đâu không vậy? Tụi mình đưa mấy bạn tới phòng y tế nha, chịu không? Sao hai bạn bị sao vậy? Hồi nãy hai đứa mình đã đi nói với cô giáo rồi. Hôm nay hai tụi mình muốn các bạn bầu lại phiếu khác. Nhưng mà tụi mình tuyệt đối không phải là vì chuyện bầu phiếu mà làm như vậy đâu nha. Cô ơi cô. Cô ơi, cô có biết chuyện gì Shadow chưa vậy? Gì vậy? Shadow à? À?
cô giáo của em đang ở đây sao? Mùa xuân đang đến nên em muốn làm một bài thơ. Kế hoạch của cô giáo. Các bạn ơi, chúng ta mau về lớp thôi. Đã hết giờ nghỉ trưa rồi đó. Ừ, mình biết rồi. Để mình đá một cú nữa thôi. Quá, wow, thầy chụp tốt lắm luôn. Thầy hiệu trưởng ơi, thầy ném đá banh lại giùm em đi. Cha Đu à, bạn đúng là giỏi quá trời luôn. Chúng em xin lỗi cô. Cô phải đi gặp thầy hiệu trưởng mỗi ngày đều là nhờ tụi em hết đó. Sê Chun có 5 cái bánh cookie kem, Chi Hun có 1 thanh hạnh nhân, và Dan Ghi có 3 gói snack choco. Cha Du à, mình hy vọng là bạn sẽ nhớ những thứ này. Mình nên nhớ cái gì đây chứ? Bộ tụi mình sẽ phải làm bài kiểm tra hay sao hả? À, không phải đâu mà. À, thôi tiêu rồi. Mình sẽ làm mọi thứ rối tung lên. Mình còn không biết sắp có bài kiểm tra. Vậy nếu như bạn biết thì sao? Thì... Cha Du à, mình đang nói về những thứ mình phải mua vào ngày mai thôi. Không phải bài kiểm tra đâu mà. Ngày mai là lễ tình nhân trắng đó. Ý bạn đây là danh sách tặng quà đúng không? Đúng vậy, đây là danh sách những gì mình đã tặng vào lễ tình nhân năm ngoái đó. Hả? Bạn đã lưu lại mọi thứ trong danh sách này sao? Tại sao vậy? Để làm gì chứ? Có lợi ích gì đâu. Đâu có món quà nào là miễn phí chứ. Nếu ai nhận được quà của mình lần trước mà không tặng lại cho mình, mình sẽ không để yên cho đâu. Mình hiểu rồi. Xin chào nha. Hôm nay là ngày lễ tình nhân trắng. Nè, mấy bạn tặng kẹo cho mình đi. Cái gì chứ, tặng kẹo hả? Gì đây? Tại sao bạn lại ngồi chứ? Tại vì cảm thấy mắc cười đó. Cô bạn không nhớ gì hả? Chà, yên nhớ cái gì hả? Mau nói đi. Những gì bạn làm với tụi mình vào lễ tình nhân trắng hồi năm ngoái, bạn không nhớ hả? Thật quá đáng lắm. Hãy đợi đó, chơi cha đâu. Nè, Lee Chung Min, bạn chính là chàng trai sô-cô-la đẹp trai nhất trong lớp của mình. Mình sẽ chia phần sô-cô-la với bạn nha. Bạn nghe rõ chưa? Tụi mình sẽ không bao giờ tặng cha đua kẹo vào ngày lễ tình nhân trắng đâu. Chắc chắn là như vậy. Dễ thương quá đi. Nè, Trang Sơn Hôn. À, mình biết rồi mà. Sao hả cha đua? Bạn đã nhớ ra mọi chuyện chưa vậy hả? Phải rồi ha, mình đã nhớ ra rồi. Nhớ vị ngọt của sô-cô-la ngày hôm đó nó tan chảy trong miệng của mình nè. Không phải là việc đó đâu. Ai thiệt là trẻ con quá đi. Ôi trời, Sơn Hôn à. Bạn ở đây rồi hả Sơn Hôn? Mình xin lỗi nha Cha Đu. Mình đã lỡ hứa với mấy bạn đó mất tiêu rồi. Cho nên ngày mai mình sẽ tặng cho bạn. Thôi, quên luôn đi. Nhìn nè Cha Đu à, mình tặng cho bạn đó. Cái gì? Bạn tặng cho mình thật sao? Hey, đừng có nằm mơ. Các bạn dám. Cha Đu à, bình tĩnh đi mà. Thì ban đầu mình nghĩ nó sẽ không bao giờ xảy ra với bạn. Nhưng mà nó thật sự đã xảy ra. Bạn ấy nói đúng đó. Xin chào Cha Đu. Mình rất thích sự tử tế và sự nữ tính ẩn giấu sâu bên trong con người bạn. Mình rất thích những đức tính đó. Minchi à, mình bắt đầu thấy hơi sợ sợ rồi đó nha. Ai mà biết mình rõ như vậy chứ. Thiệt là lãng mạn quá đi. Gương kia ngự ở trên tường, hoàng tử phương nào gửi thư tình cho tôi vậy? Hoàng tử hả? Ôi trời, đừng có mơ mộng nữa. Mẹ này thầy tịch. Cha Đô có chuyện gì? Nhìn bạn mệt mỏi quá hả?
Mình biết rồi, bạn không thể ngủ vì lo đọc bức thư và nghĩ về hoàng tử suốt đêm. Hả? Cái gì chứ? Bức thư nào? Shadow à, sao bạn không đóng vai con ngựa đi? Được thôi. Nè, chuẩn bị tinh thần nha. Mình tới đây tên Mộc kia. Yeah. Mà khoan đã, hoàng tử trong bức thư đã nói là bạn ấy thích sự tử tế và nữ tính của mình kia mà. Đô nè, mình xin lỗi bạn rất nhiều nha. Mình rút lại những lời mà mình vừa nói là gọi bạn là Mập. Cảm ơn cha đúng. Cha. Bạn đang làm cái gì vậy hả cha đâu? Đây không có gì đâu. Đây được gọi là quan tâm và hy sinh, có biết chưa hả? Mở miệng ra đi nào. Tử tế, nữ tính, cha biết quan tâm, hiểu rồi. Cảm ơn bạn Nga Sơn hôn. Không có gì đâu mà. Bạn gửi cái này tới Quỹ Nhi Đồng Liên Hiệp Quốc được không? Không có gì. Vì mình muốn đóng góp chút quà cho trẻ em châu Phi. Mình thấy trên TV có rất nhiều người nghèo khổ khó khăn ở bên đó. Cô ơi cô, cha Đô đang dọn dẹp vệ sinh kìa cô ơi. Thôi đi mà, bạn đang làm cửa sổ dơ hơn nữa cha Đu. Cứ ra ngoài chơi như mọi khi đi mà, làm ơn. Cha Đu à, tất cả mọi chuyện cũng tại Bạch Mã Hoàng Tử đó. Đáng lẽ bạn ấy không nên nhận món quà. Ai lại đi làm chuyện ngu ngốc vậy không biết nữa. Đúng vậy đó, thật quá đáng. Đúng là quá đáng mà. Tụi mình cùng đi điều tra xem người đó là ai đi. Khoan đã, mình sẽ đi gọi cảnh sát ngay lập tức. Các em bình tĩnh, cô thấy đây là một điều tốt vì cha đua của chúng ta đã thay đổi, đúng không? Hả? Cô nói vậy là sao? Trước hết, cha đua đã không còn gây rắc rối như bạn ấy từng làm nữa. Các em nghĩ xem. Dạ không, em thích cha đua nam tính của ngày thường hơn kìa. Phải, tụi em cũng vậy. Được rồi, các em, chú ý lên bảng nào. Ôi không, mình phải tập trung vào bài học mà. Không được, mình phải tập trung, phải tập trung. Nè, bạn ngốc quá đi. Nếu như bạn buồn ngủ thì bạn cứ đi ngủ đi chứ. Bình thường bạn là như vậy mà sao đâu. Đúng vậy, tụi mình phải tìm hiểu xem ai là người gửi bức thư đó trước. Người này chắc chắn là người ở gần chúng ta thôi. Là ai vậy? Mình cũng tò mò lắm luôn. Mình ước gì Bạch Mã Hoàng Tử bí mật này sẽ sớm xuất hiện trước mặt của mình. Rất có thể. Phải rồi ha, anh hôi cố tình làm vậy để chọc ghẹo cha đu chứ gì nữa. Không thể nào. Vậy thì là ai đây chứ? Cô phải dạy học sinh của mình biết cách cư xử. Tôi không thể nào chịu đựng được nữa. Không đợi nào. Có phải cô là người viết bức thư đó hay không? Cha Đu à. Mình hiểu rồi, là chữ viết tay của cô giáo nè. Cha Đu à, em bình tĩnh lại đi. Thật sự là cô chỉ muốn em bớt quậy phá một chút thôi, chứ cô không cố tình làm vậy để chọc ghẹo em đâu mà. Cô không muốn gì em mà cô bị thầy hiệu trưởng la mỗi ngày, cô biết hay không hả? Đừng làm phiền cô nữa được không? Vậy thì cô chỉ cần nói với em thôi là được mà. Tại sao cô lại làm cho em hiểu lầm chứ? Cô xin lỗi, cô không nghĩ mọi việc sẽ trở nên như vậy. Thôi được rồi, hẹn gặp các em vào ngày mai. Cô Ly à, hãy cẩn thận đó. Thầy hiệu trưởng ơi, thầy nói chuyện với em một chút được không? Time is
이렇게 가.